Hiệp đưa cháu Vi đi ra ngoài mua quần áo quý vị ạ. Mua cho cháu 1-2 bộ quần áo. Uống nước gì Vi? Hả? Uống nước gì bảo bà lấy cho. Ăn gì đi, uống gì lấy đi. Nước cam đi nhờ. Nước cam nhá. Uống gì lấy đi, ăn gì có bảo bà ăn gì lấy. Áo khoác của em bé ở đâu nhỉ? Áo khoác của bé ấy ạ. Bên này này. Ờ đúng đúng. Ôi trời, to thế. Áo khoác à? Đấy con xem xong là thích cái nào thì chưa mua. Cho. Cho cái áo lông xù. Không. Hơi kiểu áo phông to ấy chị. Đẹp không? Nhưng mà sợ rộng quá không? Dài. Dài. Thì khi đó cô chọn cho sẽ cái nào vừa thì. Toàn kiểu áo kiểu dáng người lớn ấy vậy. Nhưng áo khoác của bé thì trẻ tí nó cũng tìm cho. Cái lông này nhìn được không? Cháu thích cái áo kiểu này hơn. Nhưng mà nó dài ạ. Lấy cái lông kia xem cái lông kia rồi. Có mũ à? Có mũ. Không thích á. Thích màu rộng á. Màu trắng như này phải không? Hay là thử cái này đi. Em thử đi. Hả? Cởi áo kia. Đúng rồi, cởi cái đấy ra. Có thể là hơi rộng. Trẻ con bây giờ thích mặc rộng rộng. À, vừa nè. Vừa. Thích rộng à? Thích mặc rộng phải không? Mà nó ngắn tí à được. Ngắn tí mới được. Nhưng mà cái đấy hơi dài nhỉ. Đây này không, như kiểu này mặc vừa này. Kiểu này nó không rộng lắm đâu. Thử này đi. Cái này có màu trắng. Không, nó chỉ có một màu này thôi. Trắng. Rất đẹp lắm ạ. Em cháu cứ thử con này thế nào. Thích quần của này không? Hay là ống rộng? Ống rộng. Ống rộng. Như này này. Như này, ừ, được, tìm quần ống rộng rồi. Lông này nhìn già. Màu đen ớ, thích cái nào? Cái này được. Cô đang mặc cái này đây. Cô cũng có một cái này. Để đây, quần nóng rộng à? Quần đây. Cái này mà có cái này như vừa nên nếu mà bé mặc thêm một cái áo len bên trong nữa thì nó sẽ là vừa hơn. Được, nhưng mà như kiểu rộng rộng này, ui ui, rộng. Nhưng mà kiểu nó đây là cả tay ấy. Thì nếu mà mặc như mặc cái này vừa, nếu mà mặc thêm một cái áo len mỏng mỏng mặc áo len chắc chắn là cái này dài dài không Bia, cái này không, cái đấy rộng. Cái này dài nhỉ? Dài. Quay sang chú vừa không? Vừa đấy nhỉ? Dạ. Yeah. Được. Vừa luôn. Cái đen là đẹp hơn đấy bạn. Cháu thích cái màu đen hơn. Cháu thích màu đen. Được, lấy màu đen đi. Tìm quần á. Tìm quần ống rộng nha. Vâng. Chọn cái này luôn. Quần bò này nhưng mà ống rộng. Ừ. Đi học không được mặc con rách đâu phải không? Yeah. Để cô tìm cho. Cô lại thấy cái này đẹp. Ha, cái này quần con trai. Cái này được không Vi? Hả? Không à? Để con xem con thích cái nào thì lấy. Được yeah. Không? Quần đang mặc phải vào đồ trẻ hàng chuyên trẻ con thì nó sẽ nhiều hơn. Thì nhà em thì nó cứ lẫn lộn. Nó đá đưa một hai cái, một vài cái thôi. Mặc lên cái quần ống này. Đấy là tăng sân lờ. Em không biết là quần chỉ ở đâu. Không sai S phải không?
Chắc không biết nữa. Form rộng lắm, size rộng lắm, cái này nó dành cho size của bé đấy. Có thích quần vải của quần vải đen. Đây chọn chọn đi, có quần vải quần nỉ gì lấy một cái cũng được. Size. Cô thấy những cái quần này cũng đẹp mà. Chê, mẹ nhìn cái này. À cái đấy bỏ đi cũng được. Nó mới biết là con trai. Cái đấy rất được mà. Cái đấy rất bình, rất dám được. Không, cái đẹp này. Nhưng mà cũng tính chứng con trai. Con gái là. Dáng này thích không? Có size bé hơn. Cái này đang là size L, em lấy size S cho. Có size S em vừa cầm. Đây là size S này. Em thích cái này không? Cô lấy cho. Không thích. Không thích cứ lấy cái áo ra nhỉ, đi vào kia xem có. Ui. Thế lấy cái áo này nhá, xong rồi đi vào vào trong kia xem có lấy nhỉ. Nó cũng để tiền nắng quá, đi sang đường đi. Đi vào kia xem có quần không? Quần với lại có áo áo nỉ mà có mũ ấy. Cô thích kiểu đấy không? Áo nỉ mà có mũ đội ấy. Thích không? Cô xin bà. Tiền thế. Treo. Treo được. Đây treo đây, tí nó về lấy cho dễ. Treo được chưa? Treo rồi. Đấy, chưa có xe. Cỡ shop này không có quần. Không có quần à? Không, phải xòa trong kia xem có. Trên chợ này không có à bà? Không, chợ không có đâu, chỉ có quần ngay bên dưới này. Cũng anh em nhà nó như nó ở bên dưới là ba một tí. Vâng, vừa lúc nãy. Xe máy. Vâng, cũng đi qua cũng để ý rồi. Đi vào kia xem có không nhỉ? Không, không có. Cái này. Có bẩn đâu. Hả? Thôi đi chân tất đi nhỉ. Ừ. Ý à, cái áo này. Thôi không mua nữa. Một cái khác. Ừ cái quần này. Chứ em xem quần em bé. Bỏ bỏ cái này ra phải không? Bên này, bên này, bên này. Đấy, đây, đây. Quần bò ống rộng. Đi chọn. Đúng kiểu đấy. Lấy được. Nghe cái này vừa đấy. Đấy, thử bỏ cái đấy rồi. Ui, em hiểu không? Thấy cái đấy vừa rồi đấy. Màu đen. Ngắn. Ừ. Ngắn. Ngắn nè. Đấy. Ừ. Nhìn như đẹp. Đây thử cái này đi. Thử đi, chưa chạy ra. Không. Ngay trong này à? À có bán giày. Thì lấy quần này nhỉ. Vừa, được. Rồi. Vừa luôn. Để thay đi, thay. Thay xong cầm ra đây để cô trả tiền. Mặc cái này xong mặc cái khác kia bên ngoài nữa. Đẹp. Đúng rồi, xem cái áo giữ nhiệt nữa nhá. Wow, rất đẹp thế nhỉ. À tao thấy đây, lấy hai đôi đi. Ok. Ok, mang quần đây cô cầm nhá. Rất đẹp. Let's go. Nên tất màu, tất mèo này đẹp. Ủa? Tất mèo này nó bị xịn xò đấy. Đấy.
Thích tất cổ cao. Thấy không? Ừ, đúng. Lấy áo giữ nhiệt này nhá. Vừa nhỉ. Thích màu này không hay màu đen? Đen. Màu đen. Màu đen. Đứng đây. Lấy hai cái đi. Lấy hai đôi đi. Được chưa? Được. Được, mọi người cầm ra. Hai đôi tất này. Đi, đi ra đây nào. Đẹp. Cái màu đen hay màu này cũng được. Cái hồng đấy là to không? Màu này, màu này cũng đẹp, màu vàng đẹp đấy. Màu này đâu? Có màu đen nữa. Hay lấy màu này nhỉ? Lấy màu hồng cũng được. Lấy màu hồng cũng được nhỉ. Màu này giống cái áo đấy. Hãy tính tiền cho em. Đấy. Vào cái mua đôi giày. Còn này bao nhiêu tiền? Ờ, lại là cái túi này. Hai mươi nghìn. Vậy cái này 100 là 120. 120 với cái đấy 101 là 230. Ok, cho túi. Đâu cái này 100. 100 cái này 20 nữa. 120 với 101. 101 là 230. 230. Này cho túi cho chị. Này chị. Cái nhà của Dương tinh nhanh thật đấy. Thích không? Thích à. Thích rồi. Thích kết rồi phải không? Ừ. Đi. Đi vào đây lấy đôi giày xong đi về nhá. Ừ. À, trong này quán tạp hóa chắc có kẹp tóc các kiểu, lấy một hai cái kẹp. Wow. Đi chụp tấm đi, bỏ xem ra, lấy xem em bé này. Đứa này. Ừ, vâng. Chính vào đây đi. Đi chơi. Lại là tôi. Cô chú và mua đồ cho. Ở dưới một tí, dưới chân Tiến. Đấy, bây giờ đi giày. Giày thể thao. Cái này này. Giày trắng đế cao. Giày trắng đế cao, đi học của gì? Những kiểu này thì đẹp à. Bây giờ thì nó hình như là nó kim của quán này, bé thôi. Đúng rồi, nhưng mà đế lại không cao như này. Cô thấy đôi này đẹp. Cái này này. Hử? Cái này. Lấy đôi này nhá. Em đi số mấy nhỉ? Có tắt không để cho bé đi thử phát. Chưa dọn được hàng này. Bộ quá. Em lấy kẹp, thích kẹp kiểu gì thì lấy một cái kẹp. Sửa tóc này. Sửa cái mái lên cho nó đẹp này. Cái này này. Đẹp. Kẹp này nè. Đây, thích cái màu nào? Trái tim này hả? Thích chết. Này, lấy một cái nè. Mà thích màu trắng không? Này. Này. Lấy sửa tóc. Sửa tóc, sửa tóc. Sửa tóc. Lấy cái kẹp ở sau ấy. Sao nó chỉ có màu đen thôi? Ừ.
đây này, nhiều thế. À đúng, nịt tóc, có nịt tóc không nhá? Không có phải không? Lấy một túi nịt tóc nha. Lấy một cái kẹp này nữa, buộc vào xong rồi mới kẹp được cái này lên. Cái này nó nóng hả? Cái kẹp kiểu như này này. Cái này đâu? Này. Đẹp mà. Thế có lấy sợi tóc không? Mấy cái này. Cái này nó giống cái tóc. Wow. Đây. Mấy cái này đi nhỉ. Thử phát nào. Thử. Ở quay xem xin mà. Xin cho gương đây, gương đây. Thích không? Hả? Thích màu đấy không? Thích rồi. Được rồi, phải không? Thế đi, đi ra đặt tiền thôi. Đi về tối. Thích là có thiếu gì không? Hả? Bút, sách vở bút. À bút. Là hả? Bút đi. Bút đi, đi lấy bút đi. Bút đi. Đây, 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 đây. Viết bút nào thì lấy. Mèo kêu đâu? Chọc kìa. À, kìa. Đây này. Viết bút gì ấy? Mà viết bút kiểu đấy à? Bút viết đẹp viết nhanh là cái loại này. Bút này mà chỉ nhỉ? Này cái loại này. Bút viết mực xả. À, viết mực đen cơ. Cái này mực đen. Ờ, mà đen. Này hai cái đi. Để tối cái đầu này, không biết được. Đen đây. Đi, được chưa? Đi, ra gặp tiền. Để đây, có trả tiền. Ba mươi nghìn. Cái nhịp đen đấy là đấy. Cả hết chỗ này nè. Dài này bao nhiêu? 2.4. Cái máy tính. Không thấy thôi. 2.4 này 10.000 nhé. Cái này cầm luôn không? Cho đeo luôn đây, cho đây. 2.5 này. Cái này 20.000. Ờ, tụi ông 30.000 này nữa. Nhưng cái này nó bị gì rồi, lấy không? Lấy đi. Một tí có tính rẻ chút nhất thôi. 2.5 là 2.6, 2.7 này. Cái này 20.000, 2.7. Cái này 20.000, 2.9 này. Cái này nếu 10.000 nhá. Cái này 10.000 bớt đấy. 306 đấy, 305.000. Đấy. 305. 300 này. 310. 50. Ừ. Mình sẽ bỏ vào. Cái này là bà cụ tay cam. Cái này là bà cụ ngoài kia cho. Bà gì Khương cho đây? Ừ, bà gì cho đúng rồi. Thích không? Thế mang vào nhà đi xong rồi thử luôn nhỉ. À. Tí tối tắm à. Xong mặc luôn. À. Lúc đấy em bị cầu của đấy. Mặt tây này. Có cam của để đây nhá. Vâng. Lúc nào ăn cho tủ lạnh lạnh á. À, kính thưa quý vị, hôm nay thì cháu Hiệp cũng đã vào gia đình của cháu Vi và cũng đưa cháu đi mua quần áo, mua giày dép cũng như là đưa thực phẩm vào cho cháu. Thì một lần nữa qua clip này cháu Hiệp chia sẻ lên thì cũng mong muốn tất cả các ông bà, các bác, các cô chú anh chị là các quý lòng hảo tâm mà biết đến hoàn cảnh của cháu Vi thì sẽ cùng chung tay giúp cháu
để cháu sẽ có đỡ vất vả trong cuộc sống, để có tiền ăn học, để cố gắng học hết cấp 3. Vì cảm ơn các ông có bà đã giúp đỡ con đi. Con cảm ơn các ông bà đã giúp con. Ừ, xong là chào con có bà đi. Chào con bà. Ừ, xong là nhà chú đi về đấy nhá. Cố gắng nắng nắng thì tắm sớm rồi gội tắm rồi nấu ăn sớm đi nhá. Tối về học bài đi. Mai chủ nhật nó về học nhá. Để cố gắng học ở đấy. Lần sau chú vào mà chú đi qua nhà trường xem là có chịu học không, chú hỏi cô giáo đấy. Mà đặc biệt là tắm xong rồi giặt quần áo, ăn xong rồi rửa bát. Lần sau chú vào mà thấy bát vẫn chưa rửa là chú lại phạt cho đấy nhá. Nhớ chưa? Phải nghe lời đấy, phải nghe lời, không thì sau này mình không đi học được ấy, sau không có đi làm vất vả lắm. Phải cố gắng học vào. Ít nhất phải học hết cấp 3 đi, sau mới đi học được cái nghề gì nó mới đỡ nhá. Ờ, chú đi về đây bây giờ là 3 giờ, về đến nhà chú phải 5 giờ tối rồi đấy.